Trước khi vào với tập truyện ngày hôm nay thì anh em thông cảm cho AD nhá. Dạo này ốm ốm liên tục hơn tuần này, không khỏi. <laughs> gần nhất những ngày gần đây, hắn vẫn luôn luôn ở một bên tu luyện, một bên nghiên cứu, nhưng đang nghiên cứu phương diện lại đứng trước bình cảnh vấn đề. Với lại một lát hắn cũng nghĩ không xa biện pháp quá tốt. Thân thể của nhân loại bản thân rất yếu đuối. Nếu như chỉ là vì nhân loại cắm vào gen thiên phú, đối với nhân loại mà nói chưa chắc là chuyện tốt, với lại cũng không dễ dàng truyền thừa. Thậm chí sẽ ảnh hưởng nhân loại sinh sôi năng lực. Nếu như lấy sinh sôi năng lực là đại giới có được thiên phú cường đại, vậy đối với nhân loại cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên ở thiên phú phương diện nghiên cứu này, đường tam nhất định phải tổng hợp cân nhắc mới được. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa rồi. Tiếp tục như vậy, mình từ tư khổ tướng không phải biện pháp. Đường Tam từ mình tưởng trong tình táo lại, lầm bẩm lầu bầu nói xa. Đúng lúc này, Ngân Quang tại trong nhà gỗ sáng lên, hai thân ảnh cùng lúc nổi lên trên. Chính là Mỹ Công Tử cùng với Tiêu Hà cùng nhau trở về. Nhìn thấy Mỹ Công Tử, đường Tam nguyên bản là nhíu lên trên lông mày lập tức buông lòng xa, đứng người lên nghênh đón tiếp lấy. Làm sao? Liệt thiên thành chủ sắp xếp xong xuôi chứ? Đường Tam hỏi. Mỹ Công Tử nói, đã đi. Đường Tam kinh ngạc, Nhanh như vậy, lần này bọn hắn tới mục đích là cái gì? Mỹ công tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn rồi nói Là đến cầu thần đấy, muốn cưới ta, thông xá, người có sợ hay không? Trong đôi mắt của đường Tam cơ hồ là trong nháy mắt liền có một vẹt kim quang hiện lên Nhưng trên mặt lại là cười híp mắt rồi nói Đương nhiên không sợ ta tin tưởng người, đây là người đem bọn nó đuổi đi sao? Mỹ công tử bật đặc sĩ nói Nếu không thì có thể làm sao? Lập tức thì nàng đem mình cùng với Tiêu Hà phán đoán đơn giản nói một lần Nghe nàng sàng thật về sau Đường Tam nói Thủ tướng đại nhân của chúng ta nói rất đúng chuyện này chúng ta chỉ có thể ngồi đợi, nhìn xem thiên hồ đại yêu hoàng còn có thể chơi hòa dạng gì. Ta không chỉ là đi tìm hắn gây phiền phức đã xứng đáng hắn, hắn cái này còn hùng hằng cho chúng ta ngột ngạt. Trước khi sở đi vị diện này, hoàng giả khác coi như xong, hắn ta là tuyệt sẽ không bỏ qua nhìn xem đường tam mặt mỉm cưới nói lời tàn nhẫn tâm trí của tiêu hà khẽ nhúc nhích sẽ nói hai thân đại nhân của chúng ta hiện tại hải cự nhân tộc đã đến bọn chúng cùng với chúng ta thảo luận qua kết nối hòn đảo phương pháp xử lý rồi nếu nó thật sự là có thể thành cái sang công trình kia có thể thật sự ghê gớm rồi tương lai đối với nhân loại tại trong hải ngoại phát triển đem sẽ có chỗ tốt khó mà lường được cụ thể phương án người cảm thấy thế nào Đường Tam cười khổ nói... Gần nhất một mực đang bè bộn nhiều việc nghiên cứu... Cụ thể phương án ta còn không biết... Ngay nói một chút đi... Tiêu Hà vỗ xuống chán... Ngươi là thật sự chuẩn bị phung tay mặc kệ đúng không? Đường Tam bật cười nói... Có ngay ở đây có cần ta quản sao không phải ta muốn vùng tay, chủ yếu là ta vốn là cần làm nhà tồn tại ta trong lòng của mọi người, tương lai ta cuối cùng là muốn mang theo tiểu mỹ rời đi, đây là ta đã đáp ứng vị diện trì chủ đấy, cũng nhất định là phải làm được. Đối với tuyệt đại đa số hải tộc mà nói, ta cái hải thần này là hư vô mờ mịt, với lại hải tộc đại đa số trí tuệ thấp, còn dễ dàng giải quyết một chút, nhưng đối với nhân loại mà nói, nếu như ta tồn tại cảm giác quá mạnh, thậm chí là từ nhân loại bên này thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng trì lực, đó cũng là hải tộc là không cùng một dạng ta là hải thần từ trong biển rộng thu hoạch tín ngưỡng chi lực là điều chính đáng nhưng nếu như là nhân loại bên này sẽ có rất nhiều làm phiền vị diện cũng sẽ có điều phản ứng vậy sẽ rất khó có thể mang cho nhân loại ta tai nạn cho nên cũng chỉ có thể vất vả cho ngay Tiêu Hà bật đặc sĩ nói, dù sao cũng không người nào biết được người nói thật hay giả, ta liền tạm thời khi là thật đi, nhưng phương án này là muốn nói cho người một chút, cụ thể là như vậy, trước mắt nhân loại chúng ta đã di dân hòn đảo đại thể chia làm 6 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có hoặc lớn hoặc nhỏ một chút hòn đảo, giống như Nguyệt nhà đảo bên này, to to nhỏ nhỏ kỳ thật có mấy chục tòa hòn đảo nhiều, toàn bộ 6 đại khu vực liên tương đối phân tán, cho nên tại cùng với hải cự nhân vương bọn chúng sau khi thương lượng, liền chuẩn bị tiến hành một lần lớn động tác giải quyết triệt đề vấn đề sinh tồn của nhân loại, nếu như cái này công trình nhất định cuối cùng thành công rồi, như vậy dù để dung nạp bên trên 10 triệu nhân loại ăn cư lạc nghiệp cũng không có vấn đề gì, thậm chí nhiều hơn nghe kiểu nói như này đường tam cùng mỹ công tử cũng không khỏi được vì đó mà động dung. tiêu hà tiếp tục nói trong đó là quan trọng nhất căn bản là hai cự nhân tầng sẽ không tiếc đại giới đem tất cả không cần chấn hải trụ cùng rời đi tới chúng ta chỉnh thể sẽ đem sáu mảnh hòn đảo này vẽ thành toàn bộ cái khu vực sau đó đem tất cả hải trụ cùng cắm dễ tại bên trong phiến khu vực này nó một cách khác lấy sáu mảnh quần đảo làm đỉnh điểm phản họa ra một mảnh đại khu vực đã có hải trụ tại dưới biển nước trấn trụ lên sẽ không xuất hiện những tình huống thời tiết xấu đối với hải vực sinh ra ảnh hưởng to lớn cứ như vậy hải vực liền có thể an ổn nhiều cũng thuận tiện chúng ta bước kế tiếp Căn cứ hải cự nhân vương nói, vùng biển này chỗ sâu nhất ước chừng là đang nằm mét khoảng chừng, nhưng tuyệt đại đa số khu vực đều đáng 200m đến 500m chiều sâu. Tương đối mà nói, vẫn là có thể thao tác, lấy hải trụ trấn trụ hải vực cũng làm trèo trống về sau, lại lấy hải thiên thụ tộc bản thể tại trong phiến khu vực này tiến hành phạm vi lớn thúc đẩy sinh trưởng hải thiên trụ tộc sau khi ngã xuống, lúc này ở phía bên trên bầy xa, cùng với cành cây xung hợp, bước đầu tiến trước tiên là xây dựng độ rộng chừng 50m bên trên biển cầu nối đã thùng sáu mảnh hòn đảo ở giữa kết nối, hình thành liên hệ lẫn nhau, lấy trước mắt hải cơ nhân tộc của Mễ Hải Thiên Thụ tộc năng lực, điều này là hoàn toàn có thể làm được. Bước thứ hai thì là để cho Hải Thiên Thụ tộc tiếp tục lại trong toàn bộ khu vực nội bộ thúc đẩy sinh trưởng, từ đó để cho càng nhiều Hải Thiên Thụ tán cây có thể sinh trưởng đến trên mặt biển lớn, lại lấy bận chúng của Mễ Hải trụ làm điểm chống đỡ, ở phía trên xây dựng lục địa, lấy Hải Thiên Thụ tộc bây giờ giữ chữa. Cực khan có thể hoàn thành 1 phần 3 lục địa kiến thiết Đương nhiên những thứ này cái gọi là lục địa Nhưng thật ra là trôi nổi trên biển lớn Phía dưới do hải thiên thụ cùng với thiên trụ treo chống lấy cung cần thiết Hải thiên thụ tộc cùng với hải cự nhân tộc có thể đem thiên trụ này Cùng với hải thiên trụ cây hướng về phía dưới biển cả rơi xuống Từ đó khiến cho cái này tạo dựng lên trên đường đất bằng chìm Tiến hành ẩn táng Đây là hai kỳ công trình Cụ Cô thể như thế nào lợi dụng cái này 1 phần 3 diện tích đến xây dựng lục địa trên biển Còn muốn tiến hành cẩn thận thứ Lượng. một bước cuối cùng cũng là cần thời gian dài nhất đấy, đó chính là lập biển rồi. Tại trong hải thiên thủ tộc cùng với hải cựu nhân tộc hải trụ ở chỗ này cắm dễ về sau đã có nhiều cơ sở, như vậy liền có thể làm ra càng nhiều nước bùn, nham thạch để với toàn bộ khu vực từng bước một tiến hành lấp biển, băng vào trong hải thiên thủ tộc cùng với hải trụ làm trèo chống cùng với thu nạp. Những thứ này bị lấp biển là ra lục địa căn cơ củng cố, lúc này lấy 6 mảnh hòn đáo vì đỉnh điểm kết nối cái này ở toàn bộ khu vực, toàn bộ bị bổ sung trở thành lục địa về sau, đó chính là một mạch nhỏ đại lục, chúng ta tính toàn phía dưới, chỉ sao chỉnh thể diện tích cũng muốn tiếp cận đến yêu tình đại lục một phần mười trình độ, đầy đủ nhân loại sinh tồn rồi. Dù là đường tam là chuyện này người khởi sướng, đang nghe xong Tiêu Hà đối với khắp cả công trình giảng thuật về sau cũng vẫn không khỏi là hít sâu một hơi. Chơi lớn như vậy sao? Đường Tam theo bản năng thở dài nói, nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất giải quyết triệt để vấn đề. Tiêu Hà có thể nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, đây đúng là biện pháp tốt giải quyết vấn đề. Điều kiện tiên quyết là yêu tình đại lục tổ đình bên kia sẽ không trước đến tập kích, đến đây ảnh hưởng, Ta cảm thấy một chút kỳ công trình thời điểm, hẳn là còn sẽ không bị phát hiện cái gì. Nhưng nếu như đã đến kỳ thứ ba, bên này xuất hiện như thế một mảng lớn lục địa. Khoảng cách yêu tình đại lục lại không tính quá xa, muốn không bị phát hiện liền khó khăn. Đường Tam nói, cho đến khi đó chúng ta cũng nhất định là phải có năng lực bảo hộ toàn bộ cái khu định cư của nhân loại mới được. Ba kỳ công trình ước chừng là cần muốn thời gian bao lâu. Tiêu Hà nói, đồng thời công trình nhanh nhất một tháng hẳn là liền không sai biệt lắm. Hai kỳ công trình ước chừng cần một năm, ba kỳ chỉ sợ một muốn 5 đến 10 năm mới có thể. Cái này cũng còn là dưới tình huống hải thần người suy trì. Dù sao hải thiên thụ muốn phải nhanh chóng sinh trưởng, liền cần rất nhiều chúc phúc của người rồi, cho nên đây đối với hải cự nhân tộc cùng với hải thiên thụ tộc không phải chuyện xấu. Đường Tam nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu như phái thời gian hẳn là đủ liền thực hiện đi. Tiêu Hà nói, đồng thời công trình hoàn thành liên có thể cân nhắc bắt đầu kiến quốc rồi. Chế định quốc gia chế độ còn là vô cùng trọng yếu. Người có phải hay không hẳn là làm cho cái này chúng ta quốc gia đặt tên. Đương Tam mỉm cười nói, có thể xây dựng quốc gia, hai thiên thủ tộc đều đến tác dụng cực lớn. Chúng ta kết nối từng cái đảo, núi tự cúng đều là lấy hải thiên thụ nhất mạch cây cối hoàn thành. Giống như trôi nổi tại trên biển lớn cự bè gỗ lớn, tại thời điểm gọi là kiến mộc trì quốc đi, lấy làm kỷ niệm. Tương lai đợi đến nhân loại thật sự có đạt phát triển thời điểm đó, lại đổi cũng không muốn. Đường Tam nhẹ nhàng gật đầu nói, như vậy thời gian hẳn là đủ, vậy liền thực hiện đi. Tiêu Hà nói, đồng thời công trình hoàn thành nên có thể cân nhắc xây dựng quốc gia, chế định quốc gia chế độ phi thường trọng yếu, người có phải hay không hẳn là làm cho quốc gia này cái tên. Đường Tam mỉm cười nói, có thể xây dựng quốc gia, hải thiên thủ tộc đưa đến tác dụng cực lớn, chúng ta kết nối từng cái hòn đảo cũng là do hải thiên thủ nhất mạch cây cối hoàn thành. Mạch này lục địa giống như lơ lửng trên biển cả cự cự bè gỗ lớn, tại thời điểm gọi kiến mộc trì quốc đi, làm kỷ niệm, tương lai đặt nhân loại thật sự có đại phát thần thời điểm đó. Đó, lại đổi cũng còn muộn. Tiêu Hà lúc này nhẹ nhàng gật đầu nói: tốt, liền gọi là kiến Mộc Chi Quốc. và ta liền ưu tiên thôi động bộ này phương án vận hành. Sau một tháng hẳn là có thể nhìn thấy bước đầu hiệu quả. Nếu như người muốn đi ra ngoài đi, liền tốt. Có điều tốt nhất là phương thức sữa nguyên thông tin. Nếu như bên này có vấn đề gì, chúng ta cũng có thể kịp thời liên lạc với người. Đường Tam khẽ vuốt cằm nói: ta cùng Tiểu Mỹ ở giữa, có đặc thù phương thức liên lạc vô luận ở nơi nào nàng đều có thể ngày đầu tiên liên hệ với ta ta sẽ trực tiếp sử dụng thì không chỉ tháp truyền tống về nguyệt nhà đảo lúc này không giống ngày xưa có thì không chỉ tham phụ trợ lại thêm đường tam cùng mỹ công tử ở giữa có tu la ma kiếm làm cầu nối một khi gặp được vấn đề gì chỉ cần mỹ công tử búng xa tu la ma kiếm liền có thể lập tức phát động xa cùng với đường tam ở giữa liên hệ đường tam liền có thể ngày đầu tiên chạy về Vậy thì ngươi phải nắm chặt đi thôi, vì nhân loại chúng ta gia tăng năng lực thiên phú là kiến mộc trì quốc tương lai phát triển trọng yếu nhất. Không có cái thiên phú này làm cơ sở, nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt tại trong yêu quái tộc cùng tình quái tộc dưới bóng dâm. Vẫn như cũ chỉ có thể theo dựa vào bọn họ đến có được yêu thần biến cùng với thiên tinh biến. Nghe tiêu hà, đường tam tâm tình không khỏi hơi khác thường, nghe xa vị này đã hoàn toàn thay vào nhân loại quốc gia thủ tướng thân phận. Tiêu Hà có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, cái này ta gọi là nhập xa tùy tục. Với lại, gần nhất thành trúc cho huyết mạch của ta, ta trùng tua khổng tức biến về sau, càng ngày càng có thể cảm nhận được thân thể của con người tốt nhất. Lấy thân thể của nhân loại tu luyện yêu thần biến, cảm ngộ muốn so với thân thể của khổng tức yêu tộc dễ dàng hơn nhiều. Phương diện này ta đoán chứng không có người nào so với ta rõ ràng hơn, bởi vì ta đây lấy hai loại thân thể tu luyện, điều này cũng làm cho ta tiến một bước minh bạch tiềm năng của con người lớn đến bao nhiêu. Nếu như không có đầy đủ tiềm năng, người cùng với tiểu Mỹ cũng không có thể nào trở thành tăng lên tới cảnh giới cổ đại yêu phương tốc độ nhanh nhất. Các người cũng vẫn chưa tới 20 tuổi. Cái này tại yêu tình đại lục là xưa nay chưa từng thấy. nó một cách khác, đối với con người mà nói càng cần hơn kỳ ngộ cơ sở phương diện, nhân loại sớm đã củng cố. Đường Tam khẽ vút cầm sẽ nói, đúng là như vậy, nhân loại kiến khuyết chỉ là kỳ ngộ. Một mực đang bên cạnh lặng lặng lắng nghe Mỹ công tử đột nhiên nói, người muốn đi ra ngoài không mang theo ta cùng một chỗ sao nghe ra trong lời nói của nàng tính tình nhỏ đường tam Khởi khổ nói ta không phải là không muốn dẫn người đi nhưng mà ta lo lắng cái này chúng ta bên cạnh lúc nào cũng có thể gặp đường làm phiền nếu như ta ly khai quá xa bất luận cái gì thông tin pháp khí cũng không có cách nào trực tiếp liên hệ với ta chỉ có người có thể liên hệ ta ngay đầu tiên thông chi cho ta nếu không tốt như vậy ta mỗi ngày ban ngày ra ngoài ban đêm truyền tống trở về ngày thứ hai lại truyền tống đến một ngày trước chỗ địa điểm tiếp tục thăm dò

Tiểu Mỹ hắn muốn đi tìm cơ hội, cần yên tĩnh suy nghĩ, ngươi cùng với hắn cũng đi lời nói hắn là tâm thừa của ở trên người của người coi như thế nào tìm kiếm thích hợp thời cơ như vậy đây. Mỹ công tử phốc người một tiếng nói, ba ba trí đại của ngày lúc nào trở lên cao như vậy rồi, ta nơi nào có trách hắn đây. Tiêu Hà cười nói, ngươi chính là không nỡ hắn đi thôi, ta là người từng trái, cái này người điểm tiền tâm tư ta có thể thông hiểu. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, đi tới trước người của đường Tam sẽ nói, nếu ngươi đến liền sớm một chút đi, ta cũng lo lắng tổ đình sẽ nhắm vào chúng ta hành động yên tâm không có đặc biệt chuyện trọng yếu ta sẽ không chịu hoán của người người liền an tâm đi tìm cơ hội có điều người cũng đừng đi quá lâu được số nhất định sẽ không quá lâu ta đã có mạch suy nghĩ cùng suy nghĩ chỉ cần lại nhiều đi xem một chút hoàn thiện những ý nghĩ này về sau ta khả năng còn muốn đi tìm yêu tinh quái những nhật thần đế quốc bên kia tìm kiếm càng nhiều mạch suy nghĩ đến lúc đó ta mang cho người cùng đi ở trên yêu tinh đại lục thông tin có lẽ vẫn là ổn định được đem kiến quốc chỉ quốc sự tình giao cho thiếu hà đường tam là yên tâm kiến mộc chỉ quốc hiện tại chính là hình thức ban đầu chân chính xây dựng quốc gia cũng không nóng nảy nhưng là di cư hải đảo nhân loại cần thông qua quản lý quốc gia phương thức tiến hành thống nhất quản lý cái này mới là lâu dài kế sách có hoàn thiện quản lý chế độ nơi này mới có thể càng tốt tiếp nhận càng nhiều di dân vương phi điều động một vị đại yêu vương cấp các trưởng lão kháng phụ tranh phụ trợ tiêu hà tại trong đồng thời công trình hoàn thành lúc trước tiêu hà có thể thông qua truyền thống trận tùy thời đi hướng phải bất luận cái gì một hòn đảo hắn hiện tại cần phải làm là thống nhất chế định chế độ sau đó thị sát từng cái hòn đảo thống kê nhân số cũng xác định tình huống cụ thể đăng ký sáng tạo đồng thời hình thành lễ cũ tương lai di dân đến về sau đều muốn dựa theo những thứ này chỉnh tự tiến hành đăng ký xác định chỗ dạng này một bộ phương án phi thường làm phiền trương hạo hiên cũng chuyên môn phái tới hơn 10 người cứu thục học viên học sinh nghe theo tiêu hà điều khiển An bài tốt trong nhà thấy đường tam liền vùng tài trưởng quỹ hắn cũng có khả năng không rõ chi tiết đem tất cả mọi chuyện cùng xử lý tốt lớn như vậy thế giới loài người nếu như hắn đem hết thầy vì nhân loại an bài thỏa đáng vậy cũng không biết muốn tiêu hao nhiều năm với lại nhiều như hết thầy đều là cần hắn đến an bài cái kia nhân loại vĩnh viễn đều khó có khả năng chân chính trưởng thành Đường Tam hiện tại muốn làm đấy chính là để cho mình giữ nguyên một cái tốt đẹp chính là trạng thái. Vì nhân loại tìm kiếm thu hoạch được năng lực thiên phú thời cơ, còn người tương lai loại muốn làm sao đi xuống, nhất định là phải do nhân loại chính mình đi suy nghĩ. Có một cái chuyện cũ, nhân loại nuôi một cái ấu điểm, mỗi ngày đều tái thích hợp thời gian đem con sâu nhỏ đưa đến ấu điểm trong miệng để nó ăn dần dần. Ấu điểm đó lên hình thành thói quen, khi nó sau khi lớn lên đi trên đường, nhìn thấy ngon miệng con trùng nó sẽ đi qua. Tại con trùng bên cạnh bể hé miệng chờ lấy côn trùng nhảy người trong miệng mình mà không phải là chủ động đi ăn côn trùng quá độ bảo hộ sẽ để cho sinh vật mất đi bản năng sinh tồn đây cũng là đường tam không trực tiếp tham gia của mối nhân loại quốc gia quản lý bên trong nguyên nhân hắn tin tưởng lấy nhân loại sức sáng tạo tương lai không lâu nhất định có thể xây thành thích hợp nhân loại phát triển quốc gia cùng với hệ thống mà hắn chỉ cần làm âm thầm thủ hộ giả xác thực nhân loại bảo lãnh có thức tỉnh cơ hội như vậy đủ rồi hắn sớm muộn gì là muốn rời khỏi vị Vị diện này đấy hắn tồn tại được với thế giới loài người mà nói quá mức đặc thù đường tam hy phóng tay chính mình rời đi về sau nhân loại có thể lãng quên chính mình chính thức có đường sinh tồn năng lực tại cái vị diện này cùng với những cái khác chúng quần chúng lại đây cũng là hắn đáp ứng vị diện chi chủ đấy làm hết sức không can thiệp vị diện này phát triển đối với pháp làm tình mà nói yêu quái tổng của mới tình quái tộc phát triển đã quá độ đối với khắp cả tình cầu cái khác chúng quẩn cực không công bằng như vậy không công bằng sẽ tạo thành số mệnh của pháp pháp làm tình quá dị sáng từ đó ảnh hưởng tới toàn bộ cái vị diễn đây cũng là vị diễn chi chủ cuối cùng đồng ý đề nghị của hắn nguyên nhân nếu như pháp làm tình vị diễn này ở vào đặc biệt tốt trạng thái như vậy vị diễn chi chủ quyết giải quyết vấn đề hẳn phương thức tốt nhất chính là không tiếc hết tẩy đem hắn mạt sát